Chủ trì hội nghị kinh tế dân sinh khẩn cấp ngày 15 tháng 3, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh toàn bộ các ngành công nghiệp công nghệ cao chính là chiến trường kinh tế của Hàn Quốc. Từ nay cho tới năm 2026, chính phủ sẽ tập trung đầu tư 550.000 tỷ won, 422,85 tỷ đô la Mỹ vào 6 lĩnh vực trọng tâm là chip bán dẫn, màn hình, pin thứ cấp, sinh học, ô tô tương lai và robot, trong đó để khối tư nhân đóng vai trò chủ đạo trước tiên dựa trên nguồn vốn tư nhân quy mô 300.000 tỷ won, 230,65 tỷ đô la Mỹ, chính phủ sẽ xây dựng cụm công nghiệp sản xuất chip bán dẫn hệ thống công nghệ cao quy mô lớn nhất thế giới, rộng 7,1 triệu mét vuông tại thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi. Cụm công nghiệp này sẽ bao gồm 5 nhà máy chế tạo chip bán dẫn cho tới năm 2042, đạt mục tiêu thu hút tối đa 150 doanh nghiệp ở lĩnh vực vật liệu, linh kiện, trang thiết bị và các công ty list chuyên về thiết kế chip bán dẫn. Tại cụm công nghiệp này, Thành phố Yongin được đánh giá là địa điểm có thể liên kết với hạ tầng sản xuất, thiết kế chip bán dẫn hiện có quanh khu vực Seoul và lân cận thủ đô. Tổng thống nhấn mạnh sự phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao có liên quan trực tiếp tới không chỉ sự tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế Hàn Quốc mà còn tới sự phát triển cân bằng khu vực. Theo đó, chính phủ sẽ xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao quốc gia tại 14 địa phương. Để làm được điều này, chính phủ sẽ nới lỏng quy chế về sử dụng đất, bồi dưỡng những lĩnh vực thế mạnh của mỗi địa phương. Cụ thể, chính phủ có kế hoạch lập ra khu công nghiệp về nano, chip bán dẫn ở thành phố Tê Trơn, về ô tô tương lai và robot ở thành phố Tê Cu, phụ tùng ô tô tương lai ở thành phố Quang Chu, lĩnh vực sinh học ở tỉnh Kangwon, cũng như tích cực hỗ trợ đầu tư tư nhân,